Con xin chào bác đến với kênh Kiến Sư ạ. Và hôm nay tôi giới thiệu bác một mẫu Touring của chính hãng Giang FCR 3100. Vâng, đây là một mẫu Touring dòng trung cấp mà giá thành rất tốt tầm giá các bác nhé. Bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, tổng thể là xe có tông màu trắng điểm chỉ đỏ và dòng chữ đen Giang trên khung xe. Xe đã qua trong quá trình sử dụng, đông ma là rất ông bà rất sức trên khung xe, nhưng tổng thể xe không phải lớn ra cả. Tổng thể xe em đoán khoảng tầm 80% xe. Đây các bác phải nhìn rõ những vết sức trên khung xe đây, nhưng không ảnh hưởng đến xe cả. Đây là mẫu model Giang FCR 3100 dòng Touring, phanh đĩa xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, có nhờ hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng chính hãng Giang, thương hiệu độc quyền. Vâng, xe có khung size M, khi hợp các bác cao từ 1m64 đổ lên. Tập này em về những dòng Touring hầu hết là những dòng size M hết, vì vừa rồi mấy bác size S là đều nhận được xe rồi, và có những nhiều bác cao thì đi phối hợp với những dòng xe size M thì đây là vài chiếc mẫu dòng Giang Touring bên em mới về size M đây. Giang FCR 3001 cổ phút ghi đông chính hãng của Giang. Xe được sử dụng với cấu hình Messerschmitt. Đây là dòng Touring thông thường, các bác có thể đi đạp thanh cảnh, dạo phố, lam lữ đều đi được. Xe được trang bị với cặp Mayer chính hãng của Giang, vành nguyên bản của Giang, kích thước lốp 700C. Đây là một mẫu Touring của chính hãng Giang, rất là dễ đi sử dụng các bác nhé. Ghi đông chính hãng của Giang và yên xe này rất là mới. Xe được trang bị với củ đề Shimano Tuolite, trang bị với 8 tầng lip, 3 đĩa số của một xe 24 tốc độ. Đằng sau thì sử dụng chính hãng cặp Mayer Gian, vành Gian. Đây là một mẫu Touring chính hãng của Gian FCR 3100. Và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ chi tiết hoạt động của xe đây, lên lip đấy, rất là mượt mà. Xe sử dụng với cặp Mayer và vành chính hãng của Gian, xuống lip đây. Xe sử dụng với 8 tầng lip, 3 đĩa, sử dụng xe rất là nhẹ nhàng. Bên đĩa các bác chỉ thấy rõ đây, xe về rất là bẩn và bụi, em chưa thể lau thời gian lau chùi qua đâu. Lên đĩa này, các bác có thể về lau chùi giúp em. Xe có giá rất tốt bên nhà các bác nhá. Mẫu Giang Touring FCR 3100. Anh em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring Giang FCR 3100 có giá rất tốt bên em là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp đến đăng ký theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào trên ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm kiên đồ cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương trình ngày mai.